để có iPhone 15 miễn phí mà chưa ai nói cho bạn. Đầu tiên, vay của một đứa bạn nhà giàu một cái iPhone 15 và hứa sẽ trả lại nó gấp đôi là cái iPhone 30. Chắc chắn nó sẽ đồng ý đưa cho bạn một cái iPhone 15 bởi vì iPhone 30 giá trị hơn rất nhiều. Vậy là bạn đã có một cái iPhone 15 miễn phí. Nhưng làm người thì phải giữ lời hứa, có vay phải có trả. Bạn hãy tận dụng cái iPhone 15 đó để học thật giỏi, đặc biệt là học khối A toán lý hóa để sau này trở thành một kỹ sư điện giỏi. Khi đã sửa được tất cả các loại máy móc ở trên đời, bạn hãy ra bãi rác và thu thập tất cả các tủ lạnh hỏng mang về nhà. Sau đó sửa tất cả tủ lạnh rồi đặt ở trong phòng của bạn. Phòng của bạn sẽ trở nên rất lạnh và đóng băng, bạn sẽ trở thành hóa thạch và không thể ra đi. Đợi đến 100 năm sau, bạn hãy thoát ra khỏi lớp băng đó rồi lại đi ra bãi rác, bạn sẽ dễ dàng tìm được một cái iPhone 30, bởi vì 100 năm sau thì người ta đang dùng iPhone 90 rồi, nên iPhone 30 chỉ còn là một cái tên mà thôi. Rồi bạn mang cái iPhone 30 đó trả lại cho người bạn tốt bụng năm xưa của mình. Thế là bạn đã giữ đúng lời hứa rồi. Cách để có iPhone 16 mà không cần mua. Đầu tiên, bạn cần đi mua iPhone, iPad, MacBook hoặc những thiết bị của Apple. Nếu nhà bạn đã có sẵn thì hãy bỏ qua bước này. Tiếp theo, hãy mang tất cả những thiết bị đó rồi leo lên đỉnh Everest, là đỉnh núi cao nhất thế giới. Với độ cao đó, bạn chỉ cần một chiếc mặt nhún và cố hết sức là có thể nhảy ra ngoài vũ trụ. Khi đang lơ lửng ở ngoài không gian, bạn sẽ bắt gặp đĩa bay của người ngoài hành tinh. Ngay lập tức, hãy biến những thiết bị của Apple trong tay của bạn trở thành vũ khí, ném tất cả vào đĩa bay với một lực đủ để chọc giận người ngoài hành tinh. Sau đó, bạn hãy quay trở lại trái đất ngay lập tức. Người ngoài hành tinh sẽ không biết ai đã tấn công đĩa bay của họ, và khi nhìn vào biểu tượng quả táo bị cắn trên những thiết bị Apple mà bạn đã ném vào đĩa bay của họ, thì những người ngoài hành tinh này sẽ cho rằng những nơi có hình quả táo như vậy chính là kẻ thù và sẽ tràn xuống trái đất để trả thù. Và đương nhiên, những nơi bị tấn công đó chính là những cửa hàng của Apple. Khi đó, tất cả mọi người sẽ chạy hết, còn những chiếc iPhone 16 vừa ra mắt sẽ bị bắn tung lên trời và trở thành một cơn mưa iPhone 16 hoàn toàn miễn phí. Cách để có điện thoại iPhone mới mỗi ngày. Đầu tiên, bạn hãy qua nước Mỹ. Tại sao lại là nước Mỹ? Bởi vì ở đây có hơn 200 cửa hàng của Apple cho bạn chọn. Bạn chỉ cần đến một cửa hàng của Apple. Bạn nên đến đây vào lúc thời tiết rất xấu, có bão lớn và gió giật. Khi đó, lốc xoáy đến và sẽ càn quét cuốn hết tất cả mọi thứ mà nó đi qua, tất cả thiết bị điện tử, điện thoại và máy tính của cửa hàng. Bạn hãy lấy hết can đảm rồi nhảy vào cơn lốc xoáy đó để nó cuốn bạn cùng đi. Khi cơn lốc xoáy đi qua nước Mỹ rồi, nó sẽ tiến dần ra biển Thái Bình Dương, rồi tới Biển Đông và cuối cùng là đi vào Việt Nam. Khi bạn đã thấy mình gần về đến nhà rồi thì hãy dừng cơn lốc xoáy lại. Thông thường, lốc xoáy sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, vậy nên bạn chỉ cần quay ngược chiều kim đồng hồ, bởi vì theo định luật vật lý, hai lực cân bằng cùng tác động vào một vật theo hướng ngược chiều nhau thì sẽ làm cho vật đứng yên. Nên bạn chỉ cần tự xoay người theo chiều ngược kim đồng hồ thì cả bạn và cơn bão sẽ dừng lại. Bạn sẽ rơi xuống chính ngôi nhà của mình, kèm theo đó là rất nhiều điện thoại iPhone mà cơn lốc xoáy cuốn theo cũng sẽ rơi xuống. Với số lượng lớn iPhone bây giờ, bạn có thể thay điện thoại mới mỗi ngày tùy theo ý thích.